Thấy là ra ngoài á thì có nhiều thứ hâm he chứ, nhưng mà mọi người biết cái thứ đáng sợ nhất theo mình nó là cái gì mọi người biết không? Thứ đáng sợ nhất và cũng là thứ thiệt thòi nhất đó chính là để bản thân không biết chữ. Tại vì không biết chữ là bạn sẽ không có tiếng nói, bạn sẽ luôn sợ sai và phải luôn phụ thuộc vào người khác. Từ cái giây phút đó thì mình mới biết là à vì sao lại phải đi học. Nói không sợ mọi người cười chứ, lúc trước mình cứ thấy là các bạn nhỏ phải đi học thì mình cũng phải cấp sách tới trường thôi, chứ mình cũng chưa hiểu vì sao phải đi học á, tới bây giờ mới hiểu. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hôm nay thì mình sẽ tâm sự với mọi người về ba kiểu người lớn mà mình đã gặp trong môi trường làm việc. Xem là tới cuối clip các bạn có gọi tên được các kiểu người này không nhé. Trước đây thì mình có cái suy nghĩ là không phải người lớn nào cũng đáng để mà được tôn trọng. Và sau khi mà gặp ba kiểu người này trong môi trường làm việc á, thì mình lại có phần chắc chắn về cái suy nghĩ đó. Trước khi đi tiếp với kênh của mình thì ký kỳ cục ngõ với bạn nhắm mắt. Link để phía dưới phần mô tả nhé. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Thì nôm na, công việc của mình sẽ là trợ lý làm hồ sơ cho khách. Để mà có thể hướng dẫn khách làm hồ sơ thì trước nhất phải xếp hàng trước cái đã. Lưu ý là bạn phải xếp đúng hàng nha. Nếu mà bạn xếp không đúng hàng thì bạn vẫn sẽ được vào. Nhưng mà tới cái quầy phát số á, thì người ta sẽ từ chối phát số cho bạn. Kêu bạn vòng ra ngoài sau, xếp đúng cái hàng quốc tịch của mình, rồi vào lại thì mới được phát số. Rồi, có một hôm, trước cái cổng làm hồ sơ á, mình thấy mọi người xếp hàng theo kiểu ngoằn ngoèo. Kiểu là không có nối đuôi nhau theo một cái đường thẳng. Mình mới lấy làm lạ, mình mới thắc mắc, mình mới quay qua quay lại. Hướng tới một cái cô kia, cổ cũng làm hồ sơ, cổ cỡ bốn mươi mấy tuổi đổ lại. Mình mới hỏi là mình hỏi với một cái tâm thế rất là bình thường, hỏi kiểu hỏi thăm thôi nha, chứ không vô lễ gì hết á. Mình mới hỏi là: "Ủa cô, chuyện này là sao ạ?" Có từ ạ luôn nha. Mà cái tự nhiên cổ nhảy đông đỏng lên, xả thẳng vào mặt mình: "A B C X Y Z, mới ra không hiểu hả?" Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, có một cái cô bán nước gần đó cũng trực tiếp nhảy vào chì chiết mình, hai bà cứ cộng lại người ca kẻ sướng vậy trước mặt mình như vậy đó. Mà mình kiểu không phải là cái kiểu mà có thể cãi chém chép kiểu cãi chém chém, mình kiểu không phải là có thể cãi cãi tay đôi á. Khách thấy vậy thì khách đỡ lời giùm mình luôn. Mà mình lúc đó mình chỉ đơn giản mình nói là: "Ủa, người ta thắc mắc, người ta hỏi không trả lời thì mắc gì quạo." Về sau khi mà sau chuỗi mọi chuyện lại á, thì mình nhận ra là có thể là họ muốn chì chiết hạ bệ mình trước mặt khách. Không phải kiểu vô tình đâu, họ cố tình đó. Chi vậy không biết, người lớn mà đi ăn hiếp người nhỏ, có đáng mặt không chứ? Bởi vậy mọi người thấy không, không phải ai cũng có thể hỏi, và cũng không phải ai cũng tử tế và yêu thương chúng ta như chính ba mẹ ở trong nhà. Bởi vậy, làm gì làm, hãy biết quý trọng cha mẹ. Sau đó thì khách vào, thì mình cũng đi vào. Khi mà vào á, thì mình thấy cái bà mà chỉ trích mình á, bà đứng chống nạnh nhìn mình như vậy nè. Thì mình cũng đâu có sợ, mình nhìn lại luôn, trực tiếp nhìn lại bả luôn, sợ gì. Thì lúc này bả nhìn đi chỗ khác. Mình nha, nếu được lựa chọn thì mình thích làm việc với những bạn trẻ, những bạn Gen Z hơn. Về làm với những cô chú lớn tuổi á, môi trường nhiều cô chú lớn tuổi, không, mình không gom đủ cả nắm nha. Mình biết là không phải ai cũng như vậy, nhưng mà đã hơn một lần mình bị những ba những mẹ mang danh là người lớn mà chửi trên đầu trên cổ chửi xuống không à. Cái khoảng thời gian trước khi mà hỗ trợ sếp ghi giấy tờ cho khách á, thì khách ngồi ở cái quán nước ven đường, mà cái quán nước ven đường đó là kế bên sẽ có một cái tiệm ăn, hai tiệm bắt sát nhau, cũng kê hai cái bàn sát nhau luôn. Thì mình cứ tưởng hai tiệm đó là người quen với nhau. Lúc đó thì mình bị sổ mũi, mình mới lấy vội hai tờ khăn giấy, mà nhìn ở cái tiệm nước khách ngồi á, không có khăn giấy. Mà thấy cái bàn kế bên đó, có một cái hộp đựng khăn giấy, có rất nhiều tờ ở bên trong. Mình mới nhanh tay
vút hai tờ ra mà sử dụng. Thì lúc này đột nhiên có một cái ông chú cỡ 40 đổ xuống này. Ông đứng trước mặt mình, ông chửi, chửi trên đầu trên cổ luôn. Vì hai tờ khăn giấy thôi mà đem cả dòng họ mình ra mà chửi. Lúc đầu á thì mình cứ tưởng là giỡn thôi, nhưng mà sau đó mình khựng lại, mình nghĩ là à không ổn nha. Cái mặt ông này là không phải giỡn rồi đó. Có thể mọi người thấy mình ở đây ngồi kể lại thì thấy là mọi chuyện nó bình thường, không quá drama, nhưng mà thật sự lúc đó là rất drama luôn. Ổng chửi mà trước mặt nhiều người luôn á. Và thật thì lúc đó thì mình cũng không có thời gian mà để ý những cái lời ổng chửi, tại vì lúc đó là khách đang gấp cần đi photo hồ sơ. Đó, trước khi đi thì mình chỉ kịp nói một cái câu đó là có hai tờ khăn giấy thôi mà quá trời rộng lượng rồi. Thật sự nha, là lúc đó là lỡ dùng hết hai tờ khăn giấy thôi, chứ không mấy thì mình cũng trả lại, chứ cũng chả thèm về hai tờ đó nữa. Đó, mọi người thấy không? Qua những cái vụ đó thì mình muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là mấy cái vụ này mình không có được sợ, không sợ luôn. Ra ngoài mình không có được hiền, làm là làm đúng với bản thân mình thôi, chứ hiền quá là nhu nhược, hiền quá là lúc cần giữ là giữ không có được. Lúc trước á, mình cho rằng trong những cái cuộc cãi lộn á, đối phương cãi một câu thì bản thân phải cãi hai câu, phải cãi sang sảng vào mặt đối phương vậy đó, cho đối phương không có nhịp thở, nhai đầu đối phương luôn. Thì có như vậy thì mới gọi là ngầu, có như vậy mới gọi là giỏi, là không bị lấn nước. Nhưng mà khi mà ngồi chiêm nghiệm lại nha, thì mình thấy là không ổn. Mình chỉ nên làm đúng với bản thân mình thôi, không nên nói quá nhiều, nói nhiều sẽ thành nói dại, nói những gì cần nói thôi, hãy nhớ điều đó. Mình thấy là ra ngoài thì có nhiều thứ hăm he chứ, nhưng mà mọi người biết cái thứ đáng sợ nhất theo mình nó là gì mọi người biết không? Thứ đáng sợ nhất và cũng là thứ thiệt thòi nhất, đó chính là để bản thân không biết chữ. Tại vì không biết chữ là bạn sẽ không có tiếng nói, bạn sẽ luôn sợ sai và phải luôn phụ thuộc vào người khác. Từ cái giây phút đó thì mình mới biết là à, vì sao lại phải đi học. Nói không sợ mọi người cười chứ, lúc trước mình cứ thấy là các bạn nhỏ phải đi học thì mình cũng phải cấp sách tới trường thôi, chứ mình cũng chưa hiểu vì sao phải đi học. Tới bây giờ mới hiểu. Ở chỗ mình đưa giấy tờ vào á, những ngày đầu đi làm á, là những người bên trong quầy, thật ra thì mình cũng không có cơ hội mà được họ trực tiếp trao đổi nữa. Họ chỉ biểu thị là chỉ có đương sự được đứng trên quầy thôi. Và mình cũng đã tận mắt chứng kiến là không phải đương sự mà đứng trên quầy là sẽ trực tiếp bị đuổi xuống. Và mình cũng đã bị cái trường hợp đó rồi. Nên nó sinh ra một cái tâm lý trong mình, đó là mình rất là ngại đứng lên trên quầy. Và mình cũng có cái suy nghĩ là những người trong quầy sẽ không đời nào hỗ trợ và nhắc nhở mình đâu. Thật sự cái này không phải là, cái này là mình suy nghĩ, chứ không phải là mình gieo tiếng ấy cho ai. Mình cảm nhận là như vậy. Thêm nữa, một cái điều này là nó xuất phát từ cá nhân mình, đó là mình rất là ngại làm phiền người khác. Nên có cái gì mình nghĩ là bản thân mình có thể tự làm thì mình sẽ một mình làm. Thế là có một hôm, trong cái quầy nộp hồ sơ có một cái cô kia, cổ quắt mình lại. Cổ tầm 50 tuổi á, cổ bảo là tôi để ý cậu này đưa hồ sơ vào rất hay đưa thiếu, rất hay đưa sai. Cái này có sao mình sẽ nói như vậy. Thì mình mới nói là à, dạ con tưởng như vậy là đủ rồi, như vậy con tưởng như này như kia. Cô mới nói tiếp là chắc tôi gọi cậu là cậu tưởng quá, sao mà cái gì cũng hay tưởng quá vậy. Mình nhớ rõ cái giọng điệu của cô luôn. Mình mới nghĩ trong đầu là rồi xong, thế nào cũng bị khiển trách nữa. Nhưng mà sau đó cô nói một cái câu mà khiến mình đứng hình tại chỗ luôn á. Cô nói là lần sau á, nếu mà có gì không hiểu thì cứ trực tiếp đứng lại tại quầy hỏi cho đến khi nào rõ ràng mọi thứ rồi á thì mới làm, để mà tránh lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức. Lúc đó là mình cảm thấy rất là ấm lòng luôn ấy. Vì đa số những cái quầy trong văn phòng á, là mình có một cái tâm lý là mình phải rạch rõ một cái giới hạn với họ.
mà mình khi mà đi làm á, là mình luôn muốn xem mọi người là bạn. Cái việc rạch rõ một cái giới hạn giao tiếp và trò chuyện như vậy á, là mình cảm giác là mình không thể nào kết bạn và trò chuyện với họ được. Khi mà nhận được cái lời chỉ dẫn đó thì mình thật sự cảm thấy là một vị tiền bối sẵn sàng chỉ dẫn mình, sẵn sàng hỗ trợ cho một vị hậu bối. Ha, mấy bạn biết có một cái meme nổi tiếng một thời á, đó là có một điều mà những phụ huynh châu Á sẽ không bao giờ làm đối với những người con của họ, đó là xin lỗi. Nó đó, thì khi mà mình đi công chứng hồ sơ á, thì cái kiếp nạn cái tên Hiếu á, là đã được mình đề cập tới video trước rồi, qua một bên đi ha. Tiếp theo là khi mà lên lầu đóng dấu đóng tiền thì có một cái cô cỡ 50 mấy tuổi ngồi ở trên quầy đóng dấu. Tiền thì mình đóng đủ rồi, chỉ là khi mà mình kiểm tra lại thì mình phát hiện là cô đóng thiếu con dấu cho mình. Mình mới đưa cho cô thì cô trực tiếp xin lỗi mình. Lúc đó mình ngạc nhiên nhưng mà mình không có thể hiện ra, mình chỉ nói là à, không sao, không sao đâu ạ. Làm nhiều thì ắt thiếu, cái này con hiểu mà. Mình thấy có một điểm chung khi mà có vấn đề xảy ra, đó là nhiều người họ sẽ ngay lập tức việc làm đầu tiên của họ là họ sẽ chối bỏ trách nhiệm và đổ thừa cho người khác. Chính vì vậy, mình có một cái nhìn rất là khác, có phần ngưỡng mộ đối với những người sẵn sàng nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về phía mình. Có thể các bạn sẽ cho là, ủa cái này bắt tận tai dai tận mặt, có một mình cô đóng dấu thôi thì đưa cho cô phải xin lỗi, cô mặc nhiên phải xin lỗi chứ. Không đâu các bạn, không có chuyện mặc nhiên như vậy đâu. Cũng như mình đã đề cập ở video trước á, là cái người á, họ ký tên thiếu cho mình á, ở quầy dưới á, khi mà mình chạy xuống lại, mình không có ngại việc phải chạy lên chạy xuống, nhưng mà khi mình đưa lại hồ sơ cho họ ký tên á, thì họ cứ chơ chơ cái mặt họ ra. Thậm chí á, khi mà ký nhiều quá là họ còn tỏ ra vẻ khó chịu nữa. Chính vì vậy mình có cái nhìn rất là khác đối với những người mà họ sẵn sàng nói lời xin lỗi. Không biết là mình có mạnh mẽ được như họ không nữa. Đó là ba kiểu người lớn mà mình đã gặp trong môi trường làm việc của mình. Mặc dù là hơi ớn kiểu thứ nhất, nhưng mà có một cái câu nói đó là những người chúng ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Cũng giúp chúng ta phát triển bản thân và làm đa dạng hơn trải nghiệm sống của tất cả chúng ta. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã biết ba kiểu người lớn mà mình đã gặp thì mình cũng tò mò về những kiểu người lớn các bạn gặp trong môi trường làm việc của các bạn. Họ có để lại những cái ấn tượng sâu sắc cho các bạn không? Và nếu có thì hãy để lại phía bên dưới bình luận cho mình. Hãy chia sẻ với mình để mình cùng được biết ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem video và đã để cho mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.